Trong nhiều thập kỷ, người ta đã kết hợp thuyết Big Bang nóng bỏng, mô tả vũ trụ sơ khai với một điểm kỳ dị rằng Big Bang là sự ra đời của không gian và thời gian. Nhưng giả thuyết này lại dấy lên nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời khi hoàn toàn không cho biết vũ trụ bắt nguồn từ đâu. Trong thời gian gần đây, các nhà khoa học đã công bố những hình ảnh về các thiên hà trưởng thành do kính viễn vọng, không gian James Webb chụp được. Sự xuất hiện của các thiên hà loại này trong một vũ trụ non trẻ lại đang khiến cho nhiều nhà khoa học bối rối, vì chúng thách thức các lý thuyết nổi tiếng về sự hình thành thiên hà và lịch sử vũ trụ. Một số phương tiện truyền thông thậm chí báo cáo rằng những hình ảnh này lật đổ thuyết Big Bang. Điều này chưa có cơ sở vững chắc, nhưng những ồn ào này cho chúng ta cơ hội tốt để giải thích lý thuyết Big Bang thực ra nói về gì và có khá nhiều điều bất ngờ. Chúng ta thường được nghe rằng vụ nổ lớn là một lý thuyết về sự sáng tạo vũ trụ, rằng nó cho biết làm thế nào mà vũ trụ có thể tạo ra từ hư vô và tiếp tục phát triển thành tất cả các thiên hà, ngôi sao và hành tinh. Tuy nhiên, miêu tả đó là chỉ có phần sau là đúng. Cái mà chúng ta gọi là vụ nổ lớn chỉ là một lý thuyết về sự tiến hóa của vũ trụ. Mô hình dẫn đường cho vũ trụ học, vũ trụ lạm phát, không nói gì về nguồn gốc vũ trụ, sự ra đời của không gian, thời gian, vật chất và năng lượng đơn giản là không có. Bắt đầu từ những năm 1970, các nhà khoa học đã bắt đầu xác định một số câu đố xung quanh vụ nổ lớn, lưu ý đến một số tính chất của vũ trụ không thể giải thích được trong bối cảnh của hai khái niệm này cùng một lúc. Khi lạm phát vũ trụ lần đầu tiên được đưa ra và phát triển vào đầu những năm 1980, nó đã tách biệt hai định nghĩa về vụ nổ lớn, đề xuất rằng trạng thái đặc, nóng ban đầu không bao giờ đạt được những điều kiện kỳ dị này, mà đúng hơn là một trạng thái lạm phát mới xảy ra trước nó. Thực sự đã có một vũ trụ trước vụ nổ lớn nóng bỏng, và một số bằng chứng rất mạnh mẽ từ thế kỷ 21 thực sự chứng minh rằng nó là như vậy. Trong một vụ nổ lớn nóng bỏng mà chúng ta ngoại suy ngược trở lại điểm kỳ dị, vũ trụ đạt được nhiệt độ nóng tùy ý và năng lượng cao. Mặc dù vũ trụ sẽ có mật độ và nhiệt độ trung bình, nhưng có những điểm không hoàn hảo xuyên suốt nó. Khi vũ trụ giãn nở và nguội đi, nó cũng hấp dẫn, nghĩa là các vùng đập đặc hơn sẽ thu hút nhiều vật chất và năng lượng hơn vào chúng, phát triển theo thời gian, trong khi các vùng đậm đặc hơn sẽ ưu tiên nhường vật chất và năng lượng của chúng cho các vùng xung quanh dày đặc hơn, tạo ra những hạt giống cho một mạng lưới cấu trúc vũ trụ cuối cùng. Các ngôi sao, thiên hà, cụm thiên hà và cấu trúc sợi ngày nay ở quy mô lớn nhất có thể bắt nguồn từ sự không hoàn hảo về mật độ, từ khi các nguyên tử trung hòa lần đầu tiên hình thành trong vũ trụ. Khi những hạt mầm đó phát triển qua hàng trăm triệu và thậm chí hàng tỷ năm thành cấu trúc vũ trụ phong phú mà chúng ta thấy ngày nay. Như được đo bởi vệ tinh WIMAP vào những năm 2000 và vệ tinh kế nhiệm của nó, vệ tinh Planck, vào những năm 2010, những dao động nhiệt độ này được quan sát thấy xuất hiện trên mọi quy mô và chúng tương ứng với những dao động mật độ trong vũ trụ sơ khai. Liên kết này là do lực hấp dẫn và thực tế là trong thuyết tương đối rộng, sự hiện diện và tập trung của vật chất và năng lượng quyết định độ cong của không gian. Ánh sáng phải đi từ vùng không gian nơi nó bắt nguồn đến mắt của người quan sát, và điều đó có nghĩa là các vùng quá đậm đặc với nhiều vật chất và năng lượng hơn mức trung bình sẽ có vẻ lạnh hơn mức trung bình. Vì ánh sáng phải leo ra từ một giếng thế năng hấp dẫn lớn hơn, các vùng đậm đặc hơn với ít vật chất và năng lượng hơn mức trung bình sẽ có vẻ nóng hơn mức trung bình. Vì ánh sáng có thế năng hấp dẫn nồng hơn mức trung bình để thoát khỏi đó, và các vùng mật độ trung bình sẽ xuất hiện dưới dạng nhiệt độ trung bình. Nhưng ban đầu những điểm không hoàn hảo này đến từ đâu? Những điểm không hoàn hảo về nhiệt độ mà chúng ta quan sát thấy trong ánh sáng còn sót lại của vụ nổ lớn đến với chúng ta từ một kỷ nguyên đã 380.000 năm sau khi bắt đầu vụ nổ lớn nóng bỏng. Tuy nhiên, theo lý thuyết nguồn gốc lạm phát, khi vụ nổ lớn nóng bỏng chỉ phát sinh sau một thời kỳ lạm phát vũ trụ, thì những điểm không hoàn hảo này được do mầm bởi các dao động lượng tử, tức là các dao động phát sinh do mối quan hệ bất định năng lượng thời gian cố hữu trong vật lý lượng tử xảy ra trong thời kỳ lạm phát. Những dao động lượng tử này được tạo ra trên các thang đo nhỏ nhất, được kéo dài ra các thang đo lớn hơn do lạm phát, trong khi các dao động mới hơn, thời gian sau đó bị kéo giãn trên đỉnh chúng, tạo ra sự chồng chất của các dao động này trên mọi thang đo khoảng cách. Mặc dù những thang giáng sau này chồng chất lên những thang giáng cũ hơn, sớm hơn, quy mô lớn hơn, lạm phát cho phép chúng ta bắt đầu vũ trụ với những thang giáng quy mô cực lớn không nên tồn tại trong vũ trụ.
Nói cách khác, thử nghiệm lớn mà một người có thể thực hiện là kiểm tra cái mà các nhà vũ trụ học gọi là thăng gián siêu chân trời. Các thang đo đường chân trời là giới hạn đối với những gì có thể bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu vật lý kể từ khi bắt đầu. Vụ nổ lớn nóng bỏng và các thang đo lớn hơn đường chân trời được gọi là thang đo siêu đường chân trời, vượt qua giới hạn những gì có thể gây ra bởi các tín hiệu vật lý được tạo ra tại hoặc kể từ khi bắt đầu vụ nổ lớn nóng bỏng. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể tìm kiếm vũ trụ để tìm các tín hiệu xuất hiện ở quy mô siêu chân trời, thì đó là một cách tuyệt vời để phân biệt giữa một vũ trụ không lạm phát bắt đầu bằng một vụ nổ lớn nóng bỏng đơn lẻ và một vũ trụ lạm phát sở hữu một thời kỳ lạm phát trước khi bắt đầu vụ nổ lớn nóng bỏng. Thật không may, chỉ nhìn vào bản đồ dao động nhiệt độ trong nền vi sóng vũ trụ là không đủ để phân biệt hai kịch bản này. Vấn đề là những biến động trên quy mô lớn nhất có thể có hai nguyên nhân. Chắc chắn là chúng có thể được tạo ra từ những biến động phát sinh trong thời kỳ lạm phát, nhưng chúng cũng có thể được tạo ra đơn giản bởi sự tăng trưởng hấp dẫn của cấu trúc trong vũ trụ thời kỳ cuối, nơi có chân trời vũ trụ lớn hơn nhiều so với vũ trụ thời kỳ đầu. Ví dụ, nếu tất cả những gì bạn có là một giếng thế năng hấp dẫn để một photon leo ra khỏi đó, thì việc leo ra khỏi giếng đó sẽ tiêu tốn năng lượng của photon. Điều này được gọi là hiệu ứng Sedgwick trong vật lý và xảy ra đối với nền vi sóng vũ trụ tại điểm mà các photon được phát ra lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu photon của bạn rơi vào một thế năng hấp dẫn trên đường đi, nó sẽ thu được năng lượng và sau đó khi nó quay trở lại, nó sẽ mất năng lượng. Nếu sự không hoàn hảo về hấp dẫn phát triển hoặc co lại theo thời gian, điều mà nó xảy ra theo nhiều cách trong vũ trụ hấp dẫn chứa đầy năng lượng tối, thì các vùng không gian khác nhau có thể xuất hiện nóng hơn hoặc lạnh hơn mức trung bình dựa trên sự gia tăng hoặc co lại của sự không hoàn hảo về mật độ bên trong. Tuy nhiên, may mắn thay, nhìn vào nhiệt độ của nền vi sóng vũ trụ không phải là cách duy nhất để chúng ta có được thông tin về vũ trụ. Chúng ta cũng có thể xem dữ liệu phân cực của ánh sáng từ nền đó. Khi ánh sáng truyền qua vũ trụ, nó tương tác với vật chất bên trong nó và đặc biệt là với các electron. Nếu ánh sáng bị phân cực theo kiểu đối xứng tỏa tròn, thì đó là một ví dụ về sự phân cực E-mode điện. Nếu ánh sáng bị phân cực theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, thì đó là một ví dụ về sự phân cực chế độ B tự tính. Tuy nhiên, việc phát hiện sự phân cực không đủ để chỉ ra sự tồn tại của các thăng gián siêu chân trời. Những gì cần làm là thực hiện phân tích tương quan giữa ánh sáng phân cực và dao động nhiệt độ trong nền vi sóng vũ trụ và tương quan chúng trên cùng thang góc với nhau. Đây là nơi mọi thứ trở nên thực sự thú vị bởi vì đây là nơi quan sát vũ trụ của chúng ta bằng quan sát cho phép chúng ta phân biệt vụ nổ lớn đơn lẻ không có lạm phát và trạng thái lạm phát làm phát sinh các kịch bản vụ nổ lớn nóng bỏng. Trong cả hai trường hợp, hy vọng sẽ thấy các mối tương quan dưới chân trời, cả tích cực và tiêu cực, giữa sự phân cực chế độ E trong nền vi sóng vũ trụ và sự dao động nhiệt độ trong nền vi sóng vũ trụ. Tuy nhiên, trên quy mô siêu chân trời, kịch bản vụ nổ lớn, đơn lẻ sẽ chỉ có một đốm sáng lớn, dương về mối tương quan giữa sự phân cực của chế độ E và sự dao động nhiệt độ trong nền vi sóng vũ trụ tương ứng với thời điểm các ngôi sao hình thành trong số lượng lớn và tái ion hóa môi trường liên thiên hà. Mặt khác, kịch bản vụ nổ lớn lạm phát bao gồm điều này nhưng cũng bao gồm một loạt các mối tương quan tiêu cực giữa sự phân cực của chế độ E và sự dao động nhiệt độ trên các thang siêu chân trời hoặc các thang trong khoảng từ 1 đến 5 độ. Như vậy có thể thấy rõ ràng, không thể nghi ngờ gì về việc thực sự có những dao động siêu chân trời trong vũ trụ. Vì tầm quan trọng của tín hiệu này là quá lớn, thực tế là chúng ta nhìn thấy những dao động siêu chân trời và chúng ta nhìn thấy chúng không chỉ từ quá trình tái ion hóa mà như chúng ta dự đoán là tồn tại từ lạm phát, là một cú hích, mô hình Big Bang đơn lẻ, không lạm phát, không phù hợp với vũ trụ chúng ta quan sát. Thay vào đó chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể loại suy vũ trụ trở lại một điểm giới hạn nhất định trong bối cảnh vụ nổ lớn nóng bỏng và trước đó. Một trạng thái lạm phát xảy ra trước vụ nổ lớn nóng bỏng, con người muốn nói nhiều hơn về vũ trụ hơn thế. Nhưng thật không may, đó là những giới hạn có thể quan sát được. Những biến động và dấu ấn ở quy mô lớn hơn không để lại ảnh hưởng gì đến vũ trụ mà chúng ta có thể thấy. Ngoài ra, còn có các thử nghiệm khác về lạm phát mà chúng ta có thể tìm kiếm. Phổ gần như bất biến theo tỷ lệ của các dao động đoạn nhiệt tuần túy. Điểm cắt ở nhiệt độ tối đa của vụ nổ Big Bang nóng bỏng, sự chệch hướng một chút từ độ phản hoàn hảo sang độ cong vũ trụ và độ cong nguyên thủy phổ sóng hấp dẫn giữa chúng.
Tuy nhiên, thử nghiệm dao động siêu đường chân trời là một thử nghiệm dễ thực hiện và hoàn toàn mạnh mẽ. Chỉ riêng nó thôi cũng đủ để cho chúng ta biết rằng vũ trụ không bắt đầu với vụ nổ lớn nóng bỏng, mà đúng hơn là một trạng thái lạm phát đã xảy ra trước nó và thiết lập nó. Mặc dù nó thường không được nói đến với những thuật ngữ như vậy, nhưng bản thân khám phá này dễ dàng là một thành tựu xứng đáng với giải Nobel. Ngày nay, không nhà vũ trụ học nào nói về các nguyên tử nguyên thủy, thay vào đó, họ nói về các trường lượng tử khác nhau tràn ngập vũ trụ sơ khai. Nhưng cơ bản là vũ trụ học của vụ nổ lớn vẫn không mô tả sự sáng tạo của vũ trụ. Nó mô tả những gì xảy ra sau thời điểm sáng tạo. Nó làm như vậy với thành công ngoạn mục, đưa ra một lộ trình chi tiết về cách một vũ trụ siêu mật độ và nhiệt độ siêu cao giãn nở và lạnh đi, để lại cho chúng ta mọi thứ chúng ta thấy ngày nay. Bản thân vụ nổ lớn không bao giờ cho chúng ta biết tất cả mọi thứ bắt nguồn từ đâu. Nếu bạn muốn biết vũ trụ thực sự tạo ra như thế nào, bạn cần một thứ khác, một thứ gì đó hơn thế. Có thể bạn muốn nói rằng vũ trụ luôn tồn tại và chúng ta chỉ là một pha của vũ trụ tuần hoàn. Có thể bạn muốn nghĩ ra một cơ chế mới kỳ lạ nào đó, có thể tạo ra thứ gì đó từ con số 0. Nhưng bất kể cơ chế nào bạn hình dung ra, nó sẽ là một phần bổ sung cho vụ nổ lớn mà chúng ta có hiện nay, bởi vì thuyết đó im lặng trước câu hỏi về sự sáng tạo. Các bạn khán giả yêu quý của Thiên Hà TV ơi, chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc đạt thật nhiều hiệu quả. Thiên Hà TV hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thêm được nhiều hiểu biết mới về khoa học vũ trụ, cũng như những thành tựu mới của nhân loại trong hành trình khám phá không gian vô tận. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong chương trình ngày hôm nay? Hãy nhanh tay chia sẻ ý kiến của bạn phía bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên like, subscribe Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ và đón xem những video mới nhất, hay nhất đến từ Thiên Hà TV các bạn nhé. Và ngay lúc này, đừng bỏ lỡ những video thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình. Ban biên tập chương trình rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp đến từ các bạn để video ngày càng hay hơn, phục vụ tất cả mọi người. Cảm ơn sự yêu mến và đồng hành của các bạn.